Vâng, xin chào các anh em. Thì hôm nay xin giới thiệu với anh em là các dòng át 15A và 20A là các dòng át 3 pha. Đấy thì cái này có thể dự, sử dụng uh, điện 3 pha và sử dụng điện 1 pha bình thường nhé. Đây, thì các bác xem loại nào phù hợp với mình thì các bác liên hệ với em nhé. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu em là Dũng ở Nghiên. Đây, em kênh YouTube là Dũng Nội Địa nhất Y. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo là 0975 782 118 Facebook là Việt Dũng địa chỉ là cổ cấp đoàn đào Phụ Cường Nghiên Đấy thì uh, bác nào cần loại nào thì hãy liên hệ với em nhé thì đầu tiên này sẽ giới thiệu từng loại một thì uh, đây đây là những uh, loại áp to nhé, lặng nhé loại này vào tầm 7 tấm lặng đó Đấy. thì uh, cái này là cái dòng áp 15A nhé dòng dò là 30mm Đấy đây là loại ad ba pha nhé ad 3 ba pha là gì tức là có thông số đây là có thể sử dụng được từ một ac đây một trăm v hai trăm v đến bốn trăm năm v thì những nào cái nào chạy được đến bốn trăm năm v thì có sử dụng điện ba pha nhé còn những cái nào nó chỉ chạy đến hai trăm hoặc hơn hai trăm v thì cái đấy là chỉ sử dụng điện một pha thì những cái dòng này là có thể sử dụng vừa điện một pha và vừa sử dụng điện ba pha nhé đây và có loại rất nhiều người thích là cái chữ Hiropo Đấy Đó Tất cả hình thức rất chiều đẹp Đấu thì bác đấu bên trên này nhé Đấy Nếu bác sụn điện 3 pha Thì đấu 1, 2, 3 3 pha lửa Còn đấu sụn điện 1 pha thì là gì Đấu 1, 2 Bỏ pha giữa nhé Thì đầu ra là bên dưới Đấu ra bên dưới như thế Nếu mà 3 pha thì đấu cả 3 pha lửa nếu một pha thì đấu pha hai pha ngoài cùng nhé bỏ pha giữa đấy thì những cái dòng át 15A như thế này thì em bán là giá là 200 000 nhé đấy. những dòng át 3 pha như này em bán giá 200 000 nhé giá là tại cửa hàng nhé cho bộ phí ship phí ship bên em thì thì vẫn là 20.000 trên một đơn hàng Đấy. Đây, cái này nó còn nguyên cái uh, ký hiệu có này, mã sản phẩm này. Ba pha 15A đây. Đó. Đây, áp màu trắng rất đẹp nhé. Đấy. Đây, cái này 15 uh, A nhé. Rồi. Sang nghĩ cái này là cái 20A đây. Đấy, cái 20A đây nhé. 20A màu trắng rất đẹp luôn cái này nó còn có cái nắp đậy này đây, màu trắng rất đẹp đây hai máy ăn đây bác nhé dòng dò của nó là 30 mươi mm đây AC của nó là từ 100 đến 440 V đây. Đấy như vậy là có thể dụ, dụng cái điện wi pha của mình là 380 V thoải mái nhé. Đó. Đây cái mã code của nó đây nhé. Đấy nhiều bác cứ hỏi mã cốt Đây, các loại 20A này cũng bán với giá là 200 nghìn nhé. Thì bác nào cần loại 15A 20A thì cứ liên hệ với em. Đây, đây cũng là một chiếc 20A nữa nhé. 20A này là uh, cũng 450V nhé. Tất cả những cái dòng mát em giới thiệu này là cái dòng mát to là sử dụng điện ba pha hoặc một pha về thì tùy nhu cầu của bác thôi bác cần loại nào thì sử dụng loại đó có cần đấu một pha thì đấu hai cái bên ngoài nếu đủ ba pha thì đấu cả pha ba pha nữa Đấy. À, cái tiếp theo Đấy nhá. Đấy, cái này cũng thế nhé Mitsubishi đây 100V, 200V, 400V, 500V đây 20A Dòng dò là 30mm Đó À đẹp nhé Để nguyên dưới bóng có thể là nhìn nó sẽ mờ Khó nhìn Đó Thì báo hỏi lấy thì em sẽ quay video test thử chức năng chống giật của độ nhạy của chiếc em này nhé Đây Tất cả những chiếc 15A mấy hai ma này em đều bán với giá là 200 trăm nghìn nhé. đó. và bác nào mua hàng thì em sẽ tặng uh, cái 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 vít bắt nhé. cái vít bắt có cái con này là nó rất chi là 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 là, 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 là dài. Đấy, và cái ở khu vực mình gần như là, là kiếm rất chi là khó. Đấy, thì em sẽ tặng các bác một cái vip bắt vừa một cái lỗ vít này nhé Đấy. cái vít này nó, nó, rất nhỏ Đấy thì tất cả những dòng 15A, 12A bán với giá này, là là 200 000 nhé. Và tiếp theo là đây là một chiếc uh, 50A. Đấy, sử dụng điện uh, 1 pha và 3 pha đều được nhé. Đấy. rất đẹp luôn những chiếc 50A này thì mình đang bán với giá là 330.000 những chiếc 60A đây, đây là 60A nhé. 60A này là có chỉnh dòng dò nhé. Đấy, chỉnh dòng dò. Đây, cái nút chỉnh dòng dò đấy nhé Đã chỉnh dòng dò này thì nó có chỉnh được 100 a này 200 ma này 500 ma này Đó loại ba nút bấm đi nhé Đấy, màu trắng rất chìa đẹp Đấy, ốc ác cũng rất chìa sáng Sáng đẹp nhé Đấy. Thì chiếc 60A này mình bán giá là 350.000 nhé đây, à, loại nặng nhé to đấy chứ không phải như cái dòng ad khác đâu nhé đấy thì mình giới thiệu một số loại như thế thì anh em uh, có cần loại nào thì hãy liên hệ mình nhé và mình còn có rất nhiều các loại ad khác thì anh em cứ liên hệ mình là mình sẽ cung cấp hình ảnh còn đã chốt loại nào thì mình sẽ quay video test thì chức năng chống sật và độ nhạy của chiếc ác đấy nhé ngoài những chiếc ác ba pha ra mình còn rất nhiều các loại áp ví dụ như ác cóc áp hai chân À, át uh, ba chân có rất nhiều loại nhé từ công suất từ hạng uh, 3 a cho đến 100 ma và còn rất nhiều những loại át to nhé át to ví dụ như là cái uh, át uh, đây loại át to to đây hai trăm hai mươi a này là ví dụ như thế nhưng mình sẽ không nên trên cái uh, uh, giới thiệu trên cái video này nhé Đấy, mọi người cần loại nào thì cứ liên hệ với mình rồi cảm ơn mọi người xin chào